Xin chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sang một cái phần mới của hình không gian, đó là các khối tròn xoay. Nói về khối tròn xoay mà chúng ta cần phải học trong chương trình cấp 3 và các bài tập mà chúng ta thường gặp trong lúc thi và kiểm tra, thì đó là gì? Đó là khối trụ tròn xoay, khối nón tròn xoay và khối cầu. Đó, ba cái khối tròn xoay này là chúng ta phải học chắc. Mặc dù với mỗi một loại thì cái số lượng kiến thức nó không nhiều lắm đâu. Tại sao lại gọi là tròn xoay? Tại vì là nó tròn và nó được tạo ra bằng cách là mình xoay một cái hình phẳng quanh một cái trục cố định, thì nó tạo ra cái hình này, nó tạo ra cái vật thể này, nên người ta gọi nó là trụ tròn xoay. Ý đầu tiên mà thầy cần chúng ta nắm được đó là cái hình vẽ. Học về khối trụ tròn xoay thì ta phải biết với cái tên như thế thì hình vẽ là gì. Hình vẽ đây, hình ảnh thực tế của cái khối trụ tròn xoay ấy, nó chính là hình ảnh của cái lon sữa ông Thọ, của cái lon Coca-Cola, hoặc của một cái cây giò lụa mà chúng ta thấy người ta bán ở ngoài chợ ấy. À, được chưa nào? Đây nha, thầy vẽ này. Đó, cái đáy trên. Bây giờ thầy vẽ hai cái cạnh ở hai sườn thẳng xuống. Sau đó vẽ cái đáy dưới. Đáy trên và đáy dưới là nó phải to bằng nhau đấy nhá. Có thể là thầy vẽ bằng tay nó sẽ hơi lệch một chút, nhưng trên thực tế là đáy trên đáy dưới là nó phải bằng nhau. Rồi, đây hình ảnh của một cái lon sữa ông Thọ đây, hoặc một cái cốc đựng nước ấy, cốc mà chúng ta vẫn uống nước. À, trên dưới bằng nhau. Tâm của đường tròn trên thầy đặt là O, tâm của đường tròn dưới thầy đặt là O phẩy. Cái trục mà nối từ O xuống O phẩy gọi là trục của khối trụ. Nha. O phẩy gọi là trục. Và chiều cao O phẩy đặt bằng H thì còn gọi là chiều cao. Rồi. Thế cái đoạn OA tất nhiên nó bằng O phẩy A phẩy. Đây là A, đây là A phẩy. OA bằng O phẩy A phẩy bằng bán kính, gọi là bán kính đáy. Trên và dưới là hai đường tròn bằng nhau, bán kính đáy nó bằng nhau. Cái đoạn AA phẩy người ta ký hiệu là chữ L, đọc là gọi tên là đường sinh. Đó, đường sinh. Và tất nhiên chú ý L thì bằng H. Trong khối trụ tròn xoay, khối trụ ở đây là nói đến cả cái vật thể này, bao gồm cả cái bề mặt và cái phần lõi bên trong, thì người ta gọi là khối trụ. Còn nếu mà chỉ nói cái vòng bên ngoài không thôi ấy, cái bề mặt xung quanh của nó thôi ấy, thì người ta gọi là hình trụ, tức là cái phần rỗng ấy, bề mặt xung quanh và hai nắp thì gọi là hình trụ. Còn cả một cái vật thể bao gồm cả trong cả ngoài thì gọi là khối trụ. Được chưa nào? Nhá. Và cái chữ sinh này là gì? Đường sinh là cái đường mà tạo ra cái mặt trụ tròn xoay. Tại sao lại gọi là đường sinh? Là bởi vì, thầy có thể giải thích theo kiểu như thế này, cho ta dễ hiểu. Bây giờ người ta cho một cái trục, thầy cứ tạm gọi đây là cái trục O phẩy. Xong thầy cho một cái đường song song với nó, chính là cái đoạn A phẩy song song với trục và cách cái đoạn này một khoảng bằng R. Từ đây đến đây là khoảng cách bằng R. Sau đó cầm cái đoạn này quay xung quanh cái trục O phẩy, giống như là cái trục là cái bút này nhá,
cái a phẩy là cái thước. Bây giờ thầy cho cái thước nó quay xung quanh cái bút, quay xung quanh thì nó sẽ tạo ra cái bề mặt xung quanh này đúng không? Tạo ra cái mặt mặt xung quanh ấy, tạo ra cái hình trụ tròn xoay. Được chưa nào? Thì khi mà quay xung quanh thì đây, từ A nó sẽ đối xứng qua đây. Thầy vẽ cho nó chuẩn nha. 12 đây đến đây. Đối xứng. Thì nó sẽ sang cái đường bên này. Quay thế nào? Quay xung quanh ô ô phẩy. Đấy. Chiều quay xuôi chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ thì không sao, nhưng mà đây là ý là quay quay xung quanh ô phẩy. Và nó tạo ra cái mặt trụ tròn xoay. Thì cái chỗ này này nó chính là cái trục. Đó, chính là cái trục. Còn cái đường AA phẩy này quay xung quanh thì nó ra cái bề mặt. AA phẩy là nó sinh ra cái mặt trụ nên người ta gọi nó là đường sinh. Được chưa nào? Đó, thầy mô tả về mặt hình vẽ, tên gọi của các yếu tố ở trong cái hình này. Bây giờ phần quan trọng thứ hai mà chúng ta cần biết đó là gì? Thể tích của khối trụ tròn xoay. Thể tích của trụ tròn xoay. Nói đến từ trụ thì ta liên tưởng thấy nó gần gũi với lăng trụ. Trụ tròn xoay là cái hình như lon sữa bò nha. Đây, đó. Thế còn lăng trụ là cái gì? Lăng trụ. Lăng trụ ví dụ lăng trụ tam giác. Đó, nó cũng là một cái khối như thế này. Nhưng mà đáy của nó là tam giác. Thế rồi lăng trụ tứ giác thì đáy nó là tứ giác. Và công thức của lăng trụ tính thể tích là gì? Lăng trụ có V của lăng trụ thì bằng chiều cao nhân với S đáy. Chiều cao nhân với diện tích đáy. Và ở đây thể tích của khối trụ tròn xoay cũng như vậy. V của trụ thì bằng chiều cao nhân với S đáy. Nếu mà ta sợ là ta quên ý, thì ta mở ngoặc một cái sự chú ý nôm na vào đây. Đó là giống lăng trụ. Thế thì không bao giờ quên được. Được chưa nào? Rồi, chiều cao là H. Thế còn đáy là hình gì? Đáy là hình tròn. Mà diện tích của hình tròn là PR bình. PR bình. Nếu quên thì ta lại nhắc vào đây. Diện tích của hình tròn bằng PR bình. Thế còn chu vi của hình tròn thì bằng 2PR. Đó, chu vi của đường tròn. Được chưa nào? Chốt lại công thức của chúng ta đây. V trụ bằng PR bình H. Thầy hay viết là V trụ bằng PR bình H. Đóng khung cái này lại. Đó. Còn có một cách giải thích thực tế hơn một chút về cái thể tích này này. Đó là người ta xếp lần lượt các cái đĩa hình tròn giống hệt nhau, cho nó cao dần lên. Nó đặt, nó đầy dần. Thì tất cả những cái đĩa đó nó tạo ra cái phần không gian mà nó chiếm, tức là cái phần thể tích của khối trụ, thì nó sẽ bằng cái H là cái chiều cao nhân với diện tích của cái đĩa đó. Một cái đĩa, hai cái đĩa, ba cái đĩa, bốn cái đĩa, năm cái đĩa, sáu cái đĩa, bảy cái đĩa. Mà nếu là 10 cái đĩa thì mình nhân 10, 20 cái đĩa thì mình nhân 20, 30 cái đĩa thì mình nhân 30. Chính là nhân với cái H. Còn mỗi một cái đĩa là gì? Mỗi một cái đĩa là cái PR bình, cái bề mặt, cái diện tích. À, được chưa nào? Công thức tiếp theo mà chúng ta cần biết trong quá trình học và làm bài tập. Cái cách thầy nói ở đây là nó không giống sách giáo khoa đâu nhá. Thầy muốn thay đổi cái cách chúng ta học. Thầy lược bớt những cái rườm rà đi để nói những cái dễ hiểu nhất thôi. Và đôi khi thầy cũng bỏ qua những cái chứng minh mang tính chất là khoa học. Mặc dù nó rất chính xác nhưng mà nó lại gây ra khó hiểu cho chúng ta thì thầy bỏ qua. Được không nào? Thể tích rồi này. Bây giờ đến diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh.
của trụ tròn xoay. Rồi, diện tích xung quanh của khối trụ tròn xoay. Diện tích xung quanh là cái phần bề mặt ở xung quanh ấy, cái bề mặt của nó. Thế cái bề mặt của nó thì chính là cái vòng xung quanh như này 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 này. Ta tưởng tượng rằng cuộn băng dính của thầy này này, nó là một khối trụ tròn xoay, trục của nó ở giữa. Thì tất cả cái phần bề mặt xung quanh này này, đó, người ta gọi là diện tích xung quanh. Thế cái diện tích xung quanh này thì giải thích thế nào để cho nó ra công thức mà chúng ta cũng hiểu được và nhớ lâu chứ không phải là học vẹt. Đó là như sau. Bây giờ thầy có một tấm bìa hình chữ nhật với chiều rộng ký hiệu là L và cái phần chiều dài, được chưa nào? Sau đó thầy cầm tấm bìa đó, thầy cuốn nó lại. Đây, ví dụ thầy có tấm bìa hình chữ nhật như này. Sau đó thầy cuốn nó lại như thế này. Thì có phải chúng ta được một hình ảnh của... Đây nha, thầy cuốn nó lại. Rồi, cuốn hai mép chạm vào nhau. Nhưng tất nhiên là thầy phải làm cho nó tròn tròn chút. Đó, cuốn nó lại. Thì cái chiều này nó vẫn giữ nguyên so với lúc mình mở ra. Nhưng khi mình đã cuốn vào như thế này thì chiều dài nó biến thành cái vòng tròn và sang đây cuốn lại thì nó ra cái hình là nó vẫn là cao như này nha, nó vẫn là cao như này, nhưng chiều dài nó đã cuốn lại rồi. Đó, cuốn lại thì nó ra hình trụ. Còn ngược lại, từ đây mà sang đây thì người ta gọi là trải nó ra, được không nào? Chiều rộng thì nó vẫn bằng cái đường sinh là L và nó cũng chính bằng cái đường cao là H. Nhưng chiều dài thì nó đã chuyển sang bên này là thành chu vi của đường tròn. Thế thì ta thấy ngay S xung quanh gọi là diện tích xung quanh đấy. Diện tích xung quanh chính là diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Thế chiều dài thì sao? Chiều dài chính là chu vi của hình trụ. À, chu vi của đường tròn đáy. Để nói thế mới chính xác. Chu vi của đường tròn đáy. Thế chu vi thì công thức là gì? Thế lại xóa mất rồi. 2πr. Chu vi này thì cái R nó nằm ở đây. Đây là bán kính đáy R. 2πr nhân với chiều rộng. Chiều rộng chính là L hay chính là H nhân với H. Vậy chốt lại S xung quanh sẽ bằng 2πrh. Đóng khung nó vào. Đó. Được chưa? Cuối cùng diện tích toàn phần. Toàn phần tức là S toàn phần bằng S xung quanh cộng với 2 lần S đáy. Toàn phần tức là phải tất tần tật. Mà tất tần tật thì bao gồm đáy trên và đáy dưới nữa. Thế S xung quanh là 2πrh. Còn S đáy là diện tích đáy. Diện tích đáy là diện tích của hình tròn. Hình tròn là πr bình. Đây, S toàn phần công thức là như thế này. Đóng khung vào. Được chưa nào? Cái phần này thầy chỉ trình bày thế thôi cho chúng ta dễ học, dễ áp dụng vào làm bài tập, chứ không đi sâu vào chứng minh theo kiểu toán học và khoa học nhá. Hình vẽ này, hình vẽ về khối trụ tròn xoay, mô tả giải thích tại sao lại gọi là đường sinh. Cái đường này quay xung quanh trục thì nó sinh ra hình trụ, nó sinh ra mặt trụ thì gọi là đường sinh. Thể tích thì nó giống với lăng trụ. Cái hình này nó cũng có chữ trụ mà hình của nó cũng giống lăng trụ. Thế thì chiều cao nhân với diện tích đáy. Chiều cao nhân diện tích đáy. Đây. Diện tích xung quanh là cái phần bề mặt xung quanh.
Bề mặt xung quanh thì thực bản chất của nó là hình chữ nhật. Dài nhân rộng. Dài, dài chính là chu vi, rộng là chiều cao. Và diện tích toàn phần thì bằng xung quanh cộng với hai đáy. Công thức kia. Nếu mà chúng ta muốn tóm tắt lại cho nó dễ học thì chúng ta ghi lại ba cái dấu cộng này vào cuối cái phần ghi chép tất tần tật như này. Xong lại đóng khung một cái nữa vào. Đây, thầy hướng dẫn chúng ta. Cuối cùng của vở chúng ta có thể ghi chép là V trụ thì bằng pi R bình nhân H. S xung quanh thì bằng 2 pi R H. S toàn phần thì bằng 2 pi R H cộng 2 pi R bình. Đó. Cuối cùng chúng ta lại đóng khung cái này lại. Và bài học hôm nay của chúng ta chỉ có 3 cái công thức đó thôi. Được chưa nào? Hy vọng là bọn con đã nắm được cái phần này. Sau đó chúng ta sẽ làm những cái bài tập dễ dễ rồi nâng cao dần lên nha.